gì vậy kinh nhỉ? Chạy đi. Ôi, thực ra thì đây cũng là lần đầu lỗi của em. Có gì? Ở đây cũng... Chính mừng à? À. Ở đây có không tiếng Anh đâu. Ngày xưa tiếng Anh nó là cái gì? Tiếng Anh tiếng Anh nó là cái gì? Để mà ngày xưa học tiếng Anh giờ này cũng là anh làm giống nhau có kiểu đấy. Tiếng Anh bao giờ? Thì lưu thì em lưu thế, nhưng mà cái lúc dịch ấy, dịch để đăng bài thì em copy luôn từ tiếng Miến sang. Vâng, kiểu dịch từ tiếng Việt luôn xong copy luôn từ tiếng Miến sang ấy. Cái đấy thì bạn ấy cái lưu thì đúng là em còn lưu, nhưng mà sau khi em đăng bài mới lưu cái này thì nó chỉ là lỗi check lại thôi. Không. Với cả hai nữa là cũng có nhiều content quá, mình không thể kiểu ví dụ cả một lít bao nhiêu content như thế thì lúc mức cóp sang thì chắc chắn có sơ suất rồi.